Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thêm Đại Bồ Tát, Nam mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Và con xin phép Tam Bảo, Bổn Tôn và các ngài cho phép con được đọc bài kệ trong phẩm 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hôm nay con xin phép được bắt đầu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, áo tận sẽ xa vào đường giữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cừng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ Việt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát quất đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này bản phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ếch, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sinh lòng ân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà tâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung thuận, tức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oan thần lớn, thầm giúp người kia có hệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thầy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều ăn cả, quỷ thần phò hộ của dư dài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc quy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều núi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn môn kiếp thuật chẳng rồi, sống tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dung y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ con xin được đem hồi hướng hết công đức, học thuộc bài kệ này đến tất cả chúng sinh. Đến tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nguyện cho tất cả chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có nhân duyên với Tam Bảo, với Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn, hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát cho trong tương lai. Và con kính tạ ơn Tam Bảo và các ngài đã gia hộ cho con sớm học thuộc bài kệ này ạ. Và con xin hết ạ. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Ni Sô ha ha.